Xin chào mọi người, mình là Trần Ngọc Mai. Sắp tới mình sẽ theo học chương trình thạc sĩ ngành International Business Management tại University of Northampton. Mình chọn University of Northampton bởi vì đây là một trong những trường đại học trẻ tại UK và họ có một môi trường rất là cởi mở, đa văn hóa và có những cái chương trình học thạc sĩ phù hợp với định hướng của bản thân mình. Ngoài ra thì University of Northampton cũng có cơ sở vật chất rất là hiện đại và khuôn viên rất là đẹp. Các nhân viên và các anh chị trong cộng đồng ở trường thì cũng rất thân thiện và nhiệt tình. Trước đấy thì chị của mình đã học TESOL tại UK và là học sinh của chị Oanh, nên là đã giới thiệu King Study cho mình. Mình chọn Anh là nơi du học bởi vì thứ nhất bởi vì Anh là một nước nói tiếng Anh và có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Chương trình học thạc sĩ của Anh chỉ kéo dài một năm thôi, là mình có thể về nước để bắt đầu công việc sớm hơn. Mình đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ để chuẩn bị nhập học. Và bên cạnh đó thì mình cũng đang chuẩn bị các đồ dùng cá nhân để làm hành trang cho UK. Và ngoài ra thì mình vẫn còn rất là nhiều kèo để chia tay bạn bè và gia đình. Và sắp tới đây thì King Study sẽ tổ chức pre-departure vào 12 tháng 8 để chia sẻ và hướng dẫn sinh viên nhập học trước khi sang UK. Thì mọi người hãy đón chờ chương trình này nhé. Đầu tiên là em muốn gửi lời cảm ơn đến chị Hà cùng các chị Oanh và chị Vi đã hướng dẫn em rất là nhiệt tình và chu đáo trong quá trình chuẩn bị hồ sơ. Em chúc các chị là có được nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui để có được công việc thuận lợi, và chúc cho King Study ngày một phát triển và các bạn sinh viên của King Study có được một khóa học thành công. King Study cùng bạn chinh phục thế giới.